Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30 tháng 5 và rạng sáng ngày 31 tháng 5. Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 30 tháng 5 và rạng sáng ngày 31 tháng 5 của các giải đấu V-League, hạng nhất Việt Nam, Cúp quốc gia Trung Quốc, hạng 2 Bulgaria. Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay ngày 30 tháng 5 và rạng sáng ngày 31 tháng 5 được cập nhật sớm nhất trên báo điện tử VTC News. Lịch thi đấu V-League: 18 giờ ngày 30 tháng 5, Bình Định vs Hải Phòng. 19 giờ 15 phút ngày 30 tháng 5, Công an Hà Nội vs Khánh Hòa. Lịch thi đấu hạng nhất Việt Nam: 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Hòa Bình vs Phú Đồng. 17 giờ ngày 30 tháng 5, Quảng Nam vs Huế. Lịch thi đấu Cúp quốc gia Trung Quốc: 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Dali Ưn Dích Sinh FC vs Đồng Quan United. 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Giangsi Dark Horse Junior vs King Down Rhode Island. 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Kwazu Jasin vs Zanbi Longding. 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Jibo Kitsang vs Jinan Singzo. 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Sao Sinh Sangil Terozo vs Hilongjiang ICT FC. 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, Junan Jukun vs Guangxi Baoun. Lịch thi đấu hạng 2 Bulgaria: 22 giờ ngày 30 tháng 5, Dunav Ruz vs Chamska Slava. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Krumodrat vs Montana. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Litex Slovak vs Spartak Pleven. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Ludogorets Razgrad 2 vs Sportis Vols. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Marissa Plovdiv vs CSKA 1948-2. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Sozopol vs Minzer Pernik. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Zancha vs Belasit Sapecek. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Botev Plovdiv 2 vs Ita. 22 giờ ngày 30 tháng 5, Dobruja Dobrich vs Vitosa Bistisa. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Armenia: 21 giờ ngày 30 tháng 5, Ararat Yerevan vs BKMA. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ: 0 giờ ngày 31 tháng 5, Istanbulspor vs Adana Demirspor. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Sivasspor vs Konyaspor. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Alanyaspor vs Kasimpasa. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Ankaragu vs Galatasaray. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Fatih Karagümrük Group vs Kayserispor. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Fenerbahçe vs Antalyaspor. 0 giờ ngày 31 tháng 5, Giresunspor vs Trabzonspor. Lịch thi đấu hạng 2 Argentina nhóm A: 7 giờ 05 phút ngày 31 tháng 5, Công an Defensor de Belgrano vs Nueva Chicago. Lịch thi đấu hạng 3 Argentina: 1 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, Saka Chispas FC vs Colizos. 1 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, Công an Phoenix vs Argentino Jaguin. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ai Cập: 0 giờ ngày 31 tháng 5, Al Zamalek vs Etihad. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Paraguay: 6 giờ ngày 31 tháng 5, Takuri vs Lukuno.